quá cao. Tuy nhiên cái niềm hãnh diện của chúng tôi là thấy các cháu càng ngày càng trưởng thành. Các cháu đã 41 năm tổ chức hội chợ Tết sinh viên để bảo tồn văn hóa Việt Nam ba miền của chúng ta. Đó là niềm hãnh diện chung của không những của những người già chúng ta ở Hoa Kỳ mà tất cả những người Mỹ gốc Việt ở khắp nơi trên thế giới và kể cả Việt Nam. Xin cảm ơn Tổng hội sinh viên, xin cảm ơn các cháu, xin cảm ơn. We wish you a happy birthday Bác Ngọc. Mọi người thương Bác Ngọc rất là nhiều phải không quý vị? Phải, we love you. Bắt đầu đi rồi đây này. Chúng ta sẽ thấy những con lân, những trống và những hình ảnh của những chú lính thời mà vua chúa của chúng ta ngày xưa đó quý vị. Ồ, hình như là các em đi. Trước tiên là ông Ngô Ngọc Cát và nhân là bố mẹ của chú rể. Và các họ hàng của chú rể thì khá đông, thành ra chúng tôi không thể nói từng người được. Nhưng mà chúng tôi giới thiệu một cái tổng quát quý vị nhìn. Thank you.
nào. Ladies and gentlemen, in our culture, for a wedding festival like this, normally we have a go-between, a person who's connecting their meetings. The matchmaker, there you go, thank you so much. A matchmaker, and later on I'm going to introduce you the matchmaker of this particular wedding, and she's going to tell you some stories about their loves and how they get together, and the family members, the parents, and so on and so forth. Thay mặt gia đình, thay họ, kính chúc quý vị một năm mới Quý Mão vạn sự như ý, và mọi người đều được phú, quý, thọ, khang, ninh. Xin kính chào quý vị, và bây giờ chúng tôi xin phép để đưa cô dâu, chú rể cùng hai họ trở về làng Việt Nam của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị. And this time we're gonna, our wedding parade is gonna go back to làng Việt Nam for the bride's family.